Tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta đến với bài tiếp theo. Đây là bài tập của phần lập trình điều khiển đèn giao thông. Thì đối với lập trình điều khiển đèn giao thông ấy, chúng ta sẽ có đỏ, ba đèn đỏ và xanh. Ngoài ra các đèn bổ sung thêm, ví dụ như là đèn rẽ trái, rẽ phải các thứ, thì ở đây mình sẽ làm cái cơ bản trước. Còn đến với bài buổi sau, bài số 5, mình sẽ làm ứng dụng với WinGC, HMI và thực tế đếm lùi thời gian và các thứ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trước với một bài tập để ứng dụng Dammer. Chúng ta sẽ có phần lập trình điều khiển đèn giao thông đỏ và xanh. Thì thường thường ấy, chúng ta sẽ có hai bên, như sẽ có hai hướng đỏ và xanh. Đây, mình sẽ viết một cái ra đây và file Excel này luôn. Đỏ và xanh. Tiếp theo là đỏ và xanh. Đỏ và xanh. Đỏ và xanh. Thì ở đây ấy, các bạn lưu ý là hai hướng. Ví dụ hướng này đang nhìn vào, nó là đèn đỏ, thì các phương tiện dừng lại. Thì hai hướng này, một hướng đi từ trên này xuống, một hướng đi từ dưới này lên, nó sẽ là đèn xanh, đúng không? Hai hướng này sẽ đỏ, hai hướng này sẽ xanh. Và nếu ngược lại, hai hướng này đỏ thì hai hướng này sẽ xanh. Vậy chúng ta quy ra đây sẽ là đỏ 1 vàng 1 và xanh 1. Xanh 2. Cái này mình sẽ làm thực tế khi mình hướng dẫn trên vẽ trên HMI WinGC. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình trước, sau đấy thì chạy thực tế và đợi đến buổi bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình trực tiếp với WinGC HMI. Bắt đầu tiên mình khởi động phần mềm Tia Photo. Ở đây mình còn nói một chút, ví dụ công thức của đèn xanh đèn đỏ ấy, thì các bạn có thể để cho mình biết luôn vào đây. Đỏ 1 sẽ bằng thời gian đỏ 1 sẽ bằng thời gian xanh 2 cộng vàng 2, thời gian đỏ 2 sẽ bằng thời gian xanh 1 cộng vàng 1, bằng những cái phần mình đã ứng dụng, đã chỉ cho các bạn. Chúng ta ứng dụng đầu tiên, cái ứng dụng để lập trình của bài này, chúng ta cần tìm hiểu về Dammer. Cái nhất, một là về Dammer. Cái thứ hai là về lệnh so sánh. Hoặc các bạn muốn cao cấp thêm hơn thì có thể là cộng trừ nhân chia gì vào đấy, các lệnh số học. Ok, đấy là ba cái ứng dụng để làm được bài tập như thế này. Thì buổi tới mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh cộng trừ nhân chia, nhập thời gian rồi đếm lùi thời gian. Còn ở bài ngày hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách lập trình theo Dammer và
lệnh so sánh để giải quyết bài toán đèn vàng đỏ xanh như này. Ok, chúng ta tạo một project mới, chọn đường dẫn, mình lưu ở đây. Mình lưu là select folder đi. Mình lưu là bài 4.2 hướng dẫn lập trình điều khiển đèn giao thông. Mình sorry, dấu hai chấm không biết được. Đây mình đang dùng chấm nhé. Open Project View. Vẫn cứ bước quen thuộc. Add new cho mình một con VLC. Add new. Ở đây mình vẫn sử dụng VLC thật. Nên mình sẽ chọn là Unspecified. Detect. Enable Zoom Crop. Thường thường thì khi mình cấu hình CPU xong, mình sẽ thường enable cái này lên. Và chúng ta download hardware software cho nó. Chọn cả mạng. Download. Top CPU. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Các bài của mình còn rất nhiều. Finish. Ok. Chúng ta khởi tạo một cái DB. Ở đây DB mình cho là data đi. Đa phần các bạn nên sử dụng DB, chứ đối với mình không hay sử dụng các biến m start hoặc y stop. Đây là bit, một bit trung gian để start stop đi, hoặc gọi là bit run. Ok, chúng ta có đẹp đèn xanh 1 trở vàng 1 đỏ 1 xanh 2 vàng 2 đỏ 2. Ở đây mình sẽ cho cả một bản ví dụ. Ví dụ ở đây mình làm một cái ví dụ nhé. Ví dụ về dụ đèn xanh 5 giây, đèn vàng là 3 giây. Ok, thì các bạn lưu ý cho mình, xanh 1 sáng 5 giây, vàng 1 sáng 3 giây. Đúng không? Thì tổng là xanh 1 vàng 1 sáng tổng với nhau là 8 giây. Ok, và nó sẽ bằng 8 giây.
đúng không ạ? Thì thằng này cũng tương tự, mà thằng này cũng sẽ là 8 giây, đúng không ạ? Ok. Thì trong khi đó xanh 1 và vàng 1 thì sẽ bằng đỏ 2, và xanh 2 thì vàng 2 sẽ bằng đỏ 1. Vậy suy ra tổng thời gian các đèn sẽ là 8 giây. À sẽ làm mình cho đây. Thì mình sẽ đọc, đó là 16 giây. Bằng 8 cộng 8 16. Ok. Rồi. Mình tạo một cái timer. Thôi, chỉ cần như thế này thôi. Các bit này là đủ. Đèn đỏ bằng xanh. Còn các bạn muốn thêm đèn rẽ phải, rẽ trái thì có thể viết thêm vào đây. Ở đây đầu tiên mình khởi tạo một cái timer. Khởi tạo một cái bit run trước đi đã. Data.start. Set cái bit run. Data chấm run. Tiếp theo là một bit reset mà thôi. Mình không cần phải dùng như vậy. Mình có thể ok, data stop data chấm run. Chúng ta khởi tạo một bit timer tay on db t-on t thăng như vừa nãy mình phân tích nó sẽ là 16 giây. Các bạn có thể đặt tùy ý cái này. Ok, thay vì mình thêm một cái bit vào chỗ et này thì mình có thể lấy trực tiếp là db gạch t-on chấm et. Ok, thêm một bit run đó, xong. Đây là khởi tạo timer. Đây là bit start stop. Tiếp theo là mình sorry, mình về ngoài một chút, mình xin phép tắt cái Zalo đi. Tiếp theo, chúng ta khởi động đèn xanh thì ta sẽ có đầu tiên cực kỳ đơn giản thôi, đối với đèn xanh nhân bằng đèn đỏ thì các bạn thường mình sẽ cho một bit run ở đầu để khi nó off nó sẽ cố định nó tắt hết, nhưng mình nghĩ nó là không cần. Đầu tiên là lớn hơn db t-on.et lớn bao nhiêu ạ? Không. Nhỏ hơn bao nhiêu ạ? Nhỏ hơn bằng db t-on.et nhỏ hơn được bằng 5 giây thì xanh 1 data xanh 1 sẽ sáng ạ. Ok chưa ạ? Đồng nghĩa với đây là đèn xanh 1. Vâng, đèn xanh 1 sáng. Chính xác hơn là thời gian đèn xanh 1 sáng. Ok. Tiếp theo, thời gian đèn vàng 1 sáng. Cũng tương tự thôi. Lớn hơn bao nhiêu ạ? Lớn hơn 5 giây và nhỏ hơn 8 giây, trong 3 giây ạ, nhỏ hơn bằng 8 giây thì nó sẽ đèn vàng 1. Ok, đồng nghĩa với việc là thời gian đèn đỏ 2 sáng nhé.
Bởi vì đỏ 2 thì bằng xanh 1 cộng vàng 2. Xanh 1 vàng 1 thì bằng đỏ 2. Tương tự đối với thời gian, đèn xanh 2 sáng, mình copy ra data xanh 2. Đèn xanh 2 sáng từ bao giờ? Từ 8 giây. Lớn hơn 8 giây và nhỏ hơn 13 giây. Tiếp theo đến thời gian đèn vàng 2 sáng. Nó sẽ là lớn hơn 13 giây và nhỏ hơn 16 giây. Nó là vàng 2. Còn tiếp theo là thời gian đèn đỏ 1 sáng. Nó sẽ là xanh 2 vàng 2 sẽ bằng đỏ 1. Xanh vàng đỏ xong ạ. Mình compile chương trình phần data block, mình chưa compile. Các bạn lưu ý cho mình một chút, đó là nếu timer này mà run không được reset ấy, thì nó sẽ không lặp lại chu kỳ, đúng không ạ? Ở đây mình phải thêm cho một bit khóa chéo vào đây là db.q. Đó là khi cái này nó đến đủ 16 giây nó tự động reset. Ok, mình nốt chương trình compile, download chương trình cho VLC. Ở đây các bạn có thể thấy khi mình bấm start đó, run và xanh màu sáng, vàng màu sáng, đỏ hai sáng, đó đỏ màu sáng, xanh hai sáng, vàng hai sáng, đỏ màu sáng, đỏ hai sáng, xanh màu sáng. Đó, lặp đi lặp lại chu kỳ, cứ xanh vàng đỏ, xanh đỏ xanh vàng, đúng theo thứ tự xanh vàng đỏ xanh vàng đỏ, 1 2 3. Đó là về lập trình của POC, là lập trình của đèn giao thông. Đèn giao thông nó về cơ bản để lập trình được đèn giao thông thì nó chỉ có ứng dụng các như này thôi ạ. Chỉ có các lệnh so sánh, timer, duy nhất một con timer, hoặc các bạn có thể làm nhiều timer cũng được. Đối với mình ở đây mình hướng dẫn các bạn chỉ cần dùng một con timer thôi. Còn để các bạn muốn học logic thêm ấy thì có thể dùng nhiều timer, thì cái phần logic của các bạn nó sẽ khó hơn một chút. Còn dùng lệnh so sánh này thì nó tương đối đơn giản. Ok, thì đây là bài hướng dẫn lập trình đèn giao thông cơ bản của mình. Về cơ bản nó chỉ có vậy thôi ạ. Còn lại khi mình muốn stop thì sao ạ? Off. Đó, toàn bộ đèn sẽ tắt. Còn mình cho nó lại bắt đầu sáng từ đèn xanh. Hoặc các bạn cũng có thể dùng TOR và thêm một cái bit run vào đây. Thì khi các bạn dừng ấy, nó sẽ dừng ở thời gian đèn xanh và đèn đỏ. Nó sẽ nhớ lại cái thời gian ở đây, đúng không ạ? Và các bạn ngắt ngoài này, đèn nó sẽ không sáng nữa. Đó. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bạn.